Thưa quý vị, với sự lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng trong suốt 14 năm qua, ở lần thứ 15, giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cup Biquase đã được tổ chức UCI, Liên đoàn xe đạp thế giới, đưa hệ thống thi đấu của mình với tên gọi Biquase Tour of Vietnam 2025. Để có sự chuẩn bị tốt nhất, ban tổ chức Biquase Tour of Vietnam 2025 đã có sự chuẩn bị từ rất sớm về mọi mặt, qua đó hứa hẹn một cuộc đua có chất lượng và thành công. Tháng 3 tới, không chỉ làng xe đạp nữ Việt Nam mà cả làng xe đạp nữ thế giới lại sôi động với giải Biquase Tour of Vietnam 2025. Đây là sân chơi đánh dấu sự lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng của giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương Cup Biquase trong suốt 15 năm qua. Ở mùa giải lần thứ 15 năm 2025, ngoài vẫn tổ chức giải như thường niên, lần đầu tiên giải đã được Liên đoàn xe đạp thế giới UCI đưa vào hệ thống thi đấu tính điểm của UCI với tên gọi Biquase Tour of Vietnam 2025. Đây không chỉ là sự mong chờ của các tay đua nữ Việt Nam mà còn là sự cố gắng mong chờ từ ban tổ chức giải. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu thi đấu trong hệ thống đua tính điểm của Liên đoàn xe đạp thế giới UCI, ban tổ chức đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ rất sớm bằng việc tiền trạm khảo sát kỹ thuật. Trong tất tiền trạm lần này, ngoài không những mà tiền trạm về kỹ thuật, về xác định về vị trí, về cung đường, về độ cao, về nắng, về gió, về đèo dốc của năm chặng mà ban tổ chức còn là khảo sát những cái vị trí, điểm ngủ, điểm ăn làm sao cho nó phù hợp và đạt chuẩn vệ sinh. Đây là cái yêu cầu rất lớn mà mục tiêu của ban tổ chức đề ra trong cái mùa lần thứ nhất tham gia UCI lần này. Cho nên về cái chuẩn bị cho giải thì ban tổ chức chuẩn bị rất là sớm. Như chúng ta thấy là đầu tháng 11 là ban tổ chức đã tiến hành đi tiền trạm và khảo sát tất cả những cái gì để liên quan đến an toàn cũng như là chuẩn bị tốt cho đoàn đua trong cái giải lần thứ nhất 2025. Qua chuyến khảo sát kỹ thuật, ban tổ chức Biquase Tour of Vietnam 2025 cũng đã thống nhất cung đường thi đấu, địa điểm xuất phát, cự ly thi đấu, xác định các điểm thưởng dọc đường, các đỉnh đèo, đích đến của chặng thi đấu. Theo dự kiến của ban tổ chức, giải Biquase Tour of Vietnam 2025 sẽ có 5 chặng đua với tổng lộ trình 555 km đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Lâm Đồng. Trong đó, các tay đua phải chinh phục 4 ngọn đèo gồm đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Brent và đèo Đờ Răng. Lễ khai mạc giải sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương và thi đấu chặng 1 có lộ trình từ thành phố Thủ Dầu Một đi thành phố Thuận An, thành phố Tân Uyên, thành phố Bến Cát và quay trở lại thành phố Thủ Dầu Một với cự ly 87 km. Chặng 2 diễn ra vào ngày 8 tháng 3, có lộ trình từ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đi thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước và quay về thành phố Thủ Dầu Một với cự ly 151 km. Chặng 3 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 3, từ trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng với cự ly thi đấu 119 km. Đây cũng là cự ly thi đấu của chặng 4, sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 3, từ thành phố Bảo Lộc đến thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 11 tháng 3, các vận động viên sẽ tiếp tục chinh phục chặng thi đấu thứ 5 với điểm xuất phát chính thức tại chân đèo Brent của thành phố Đà Lạt, đi vào huyện Đơn Dương và chinh phục đèo Đờ Răng trước khi về đích tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, với cự ly thi đấu chính thức là 70 km. Lễ bế mạc và trao giải thưởng giải Biquase Tour of Vietnam 2025 sẽ diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 3. Đồng thời, cũng diễn ra lễ khai mạc giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 15 năm 2025 Cup Biquase. Qua chuyến tiền trạm khảo sát kỹ thuật, ban tổ chức đang rất kỳ vọng giải Biquase Tour of Vietnam 2025 sẽ là một cuộc đua đáng nhớ và mang đậm dấu ấn về cung đường có nhiều chặng thi đấu thú vị của Việt Nam. Qua năm cái chặng mà chúng tôi khảo sát thì có thể khẳng định rằng Biquase Tour Việt Nam 2025 sẽ là một trong những giải đấu có thể nói khắc nghiệt nhất ở châu Á, với một lộ trình rất là phức tạp và yêu cầu các vận động viên phải có được cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể vượt qua được cái lộ trình này. Đặc biệt năm nay khác với năm 2024 khi chúng ta có một trận đua thứ 5, một trận đua leo đèo Đờ Răng, đó là một cái trận đua mới. Và thực sự qua những khảo sát chúng tôi đánh giá đây là một trận đua là mang lại một thử thách rất lớn đối với các vận động viên, và bất kỳ ai vận động viên nào chiến thắng tại Biquase Tour Việt Nam 2025 thì đều phải là một vận động viên có sự chuẩn bị kỹ
có được cái sự hỗ trợ tốt của đồng đội và có chiến thuật hợp lý, đồng thời phải là một người thực sự là có năng lực chiến thắng bằng chính khả năng của mình. Với mục tiêu khát vọng vươn xa, giải BWSC Tour of Việt Nam năm 2025 được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên nữ trong nước được học hỏi, rèn luyện, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nâng tầm chất lượng trong thi đấu của xe đạp nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.